nay thì Như sẽ review cho các bạn về sản phẩm Better Way. Thì đây là một cái sản phẩm thật sự đang là rất là hot trong thời gian gần đây, bởi vì có rất là nhiều bạn bảo Như là nên review sản phẩm này đi. Thì thật ra khi mà nói về một sản phẩm whey protein thì luôn luôn có hai yếu tố mà Như luôn phân tích cho mọi người. Thứ nhất là nguồn protein và thứ hai là lượng protein. Nguồn protein thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái sản phẩm Better Way này là nó sẽ có 100% là nguồn protein isolate, đây là nguồn protein tinh khiết. Và cái thứ hai là về lượng protein thì thực sự cái hàm lượng protein trong sản phẩm này khá là cao, đó là nó có tới 27.2g protein trên một serving là 30g, thì nó chiếm tới hơn 90% là whey protein rồi, cho nên các bạn có thể thấy được là cái chất lượng sản phẩm này thực sự rất là cao rồi đó. Và cái sản phẩm này thì được mệnh danh là gọi là whey protein 4.0, là không đường, không chất béo, không tinh bột và không lacto. Vì vậy cho nên các bạn dù có bị dính lacto khi uống sữa tươi thì thực sự đều có thể sử dụng được sản phẩm này. Và có một cái lưu ý mà những lưu ý với mọi người là dù trên cái thân của sản phẩm thì nó có ghi là có thể sử dụng được cho người ăn chay, tuy nhiên sản phẩm này trong cái thành phần, nếu các bạn đọc kỹ thì nó lại có thành phần nguồn gốc từ sữa, cho nên với những cái bạn chay nào mà không muốn đụng tới sữa luôn thì các bạn thay vì chọn sản phẩm này, các bạn có thể lựa chọn dòng Raw Fusion, dòng đó là protein thực vật 100%, nó sẽ không có bị dính tới sữa gì cả. Và cái tiếp theo nữa mà Như muốn chia sẻ đó chính là cái chất lượng của cái thương hiệu. Thì Biosynergy là một thương hiệu tới từ Anh Quốc và với lịch sử của nó hơn 20 năm trong ngành dinh dưỡng thực phẩm thể thao rồi. Thì thực ra các bạn biết những cái sản phẩm mà có nguồn gốc từ Anh á thì nó phải qua kiểm duyệt rất là gắt gao và trải qua rất là nhiều quá trình thí nghiệm, kiểm tra tiêu chuẩn của sản phẩm, cho nên từ cái mùi vị cho tới cái chất lượng của sản phẩm nó phải đảm bảo yêu cầu. Cho nên là khi mà các bạn lựa chọn thương hiệu này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rồi đó. Và khi mà nói về sản phẩm này thì thật sự chẳng có cái gì để chê cả. Chỉ có một cái là bởi vì nó thật sự cao cấp và nó rất là có giá trị, cho nên tính ra về giá thành của nó sẽ cao khá là nhiều so với những cái sản phẩm bình thường các bạn xài như là ProStar ISO Sensation 93 hay ISO Cool đi. Thì tính ra một cái serving thì nó cũng tầm 2-3 mấy nghìn thôi, còn sản phẩm này nó có thể lên giá lên gấp đôi, là gần 60.000 một serving. Tuy nhiên nếu mà thật sự các bạn có điều kiện kinh tế tốt thì việc đầu tư cho sức khỏe của mình thì Như tin là cái sản phẩm này thật sự rất là xứng đáng đó. Và Như mong là những cái chia sẻ của Như vừa rồi sẽ phần nào giúp các bạn lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm whey protein phù hợp nha. Nếu mà các bạn có thêm những cái thắc mắc nào về sản phẩm cũng như đã trải nghiệm qua sản phẩm này rồi thì có thể để lại những cái chia sẻ ngay ở phần comment bên dưới giúp Như. Và đừng quên nhấn subscribe cho kênh YouTube Why Fitness để xem những cái video sắp tới của Như nhé. Tạm biệt các bạn.